Chào tất cả bà con. Ở đây mình đang quay cái clip trực tiếp. Cái đám này là đám 1 hectare. Có điện 3 pha đi vào rẫy đây, đường bê tông thuần tiện. Vào rẫy đây nhá, cách quốc lộ 14 5 cây số. Đó. Hiện tại bây giờ là ở đấy đường vào đến ngay rẫy rồi. Đấy. Cái đám này cùng vay ngân hàng này, nên là bà con mua cái đám bên cạnh thì mình có thể mua được hai đám. Đây. Đất quá đẹp, diện tích là 1 hectare này, tật đỏ ba dạng luôn, nước ok luôn. À. Đấy. Đất này, bên cạnh họ trồng cái cây rào hết rồi. Đất có đẹp nha bà con. Diện tích 1 hectare bằng phẳng luôn. Đất quá, đất đỏ, siêu phẩm luôn. Cách quốc lộ 14 có 5 cây số thôi. Đó, đi hết cái đâm cày này của mình á. Nếu ai muốn mở rộng ra thì mua cái đám bên này nữa, cũng đang được ngân hàng. Nên điền đường bê tông bao quanh luôn. Nếu mua hết là diện tích chắc được cỡ 3 hết. Đấy. Còn đám này 1 hết 4. Nói chung là giá cả thì 350 triệu 1 hết. 1 hết 4 mình nhân lên. Một sào là 35 triệu đó. Đấy, bà con ai có nhu cầu thì mua thì có gì ủng hộ và đăng ký kênh cho mình nhé. Cái đám này mà trồng sầu riêng, cây ăn trái thì quá ok luôn. Nhà dân đầy nè. Đấy, nhà dân dưới đó. Sầu riêng, cây ăn trái, quá ok. Giá có thương lượng một chút đỉnh thôi bà con. Đấy, thương lượng đấy cho bà con nhé. Đất quá đẹp, quá rẻ. Bằng phẳng vuông vắn luôn. Đấy, bà con ai mua thì tham khảo và ủng hộ cho mình, đăng ký kênh cho mình nhé. Đấy, đăng ký kênh cho mình và ấy, nếu mà ai muốn mua ấy là thì mua cái lô bên cạnh này đang nợ ngân hàng ngày trước trồng tiêu. Thì 1 hectare, đang vay ngân hàng và đường là thuận tiện luôn, bao quanh luôn. Nước ok luôn, có giếng, điện đầy đủ hết. 1 hectare là 350 nhé. Nhân với 4 sào kia nữa. Một sào là 35 triệu. Đấy, cái này trồng sầu riêng thì ok nha bà con. Nhớ ủng hộ và đăng ký kênh cho mình. Liên hệ theo số điện thoại là 0976660424. Đất tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Cách quốc lộ 14 5 cây số. Nhà dân đầy đủ hết, thuận tiện. Đấy. Mua thật cái đám này là rất ưng ý. Có gì bà con ủng hộ cho mình nhé. Đấy, đám đẹp ở xung quanh, người ta trồng cà phê, cây ăn trái, rào hết rồi này. Đấy, điền đấy. Nên là đấy, bên này cà phê, dưới kia nhà dân. Có cái đám này thì đang nợ ngân hàng đây là nó hơi ấy. Có gì ai mua nữa ủng hộ thì mua cây đám này luôn. Thôi, thân ái chào bà con nhé. Có gì bà con liên hệ cho mình sớm nhất có thể.